Hoảng hốt với mốt bưởi Tết năm nay, 5.000 lá 300 đồng nhưng là có thật. Bên cạnh những loại hoa Tết đang làm mưa làm gió trên thị trường, những quả bưởi Tết này đã chính là đối tượng thu hút cộng đồng mạng trong những ngày giáp Tết. Không chỉ thu hút với kích thước to bất thường, mà nó còn sở hữu nhiều hình dáng khác nhau. Mới đây, thị trường hoa quả Tết đang sốt rần rần với loại bưởi to gấp 2, thậm chí gấp 3 đầu người. Các bạn trẻ thoải mái check-in cùng với giống bưởi độc đáo và mới lạ này. Quả bưởi này chính là thách thức với những anh chàng đầu cũng to không kém. Còn với cô gái này, quả bưởi có thể che hết phần đầu của cô ấy. Quả bưởi này tròn vo một cách quá mức. Nhìn quả bưởi nặng chịu trên tay cô gái mà sợ quá. Thậm chí, có người còn cho nó thắt cả dây an toàn vào xe ô tô quá chất. Không chỉ vậy, quả bưởi của nhà này còn có hình dáng sừng sôi. Quả bưởi này không chỉ to mà còn dài nữa. Hỏng như thế này thì làm sao mà dùng được nữa. Quả bưởi mà trông giống như quả ớt vậy. Mặc dù quả bưởi khá to, nhưng anh chàng này vẫn bê nó bằng một tay đó. Gặp quả bưởi này thì còn thờ cúng gì được nữa. Năm nay chắc gia đình này phát lộc rồi. Và cuối cùng, đây chính là ruột của quả bưởi này, 5.000 lá nhưng 300 đồng nhưng là có thật. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, chúng tôi đã phát hiện ra đây là quả bồng hay còn gọi là quả kỳ đà, chứ không phải là quả bưởi như mọi người vẫn nghĩ. Bởi hình dáng và kích thước của nó rất giống với quả bưởi nên nhiều người dễ bị đánh lừa. Theo đó, quả này chỉ được dùng để thờ cúng nhưng ruột của nó lại không ngon nên mọi người thường dùng nó để làm chè bưởi khá tuyệt. Những người thợ mỏ tại Myanmar đã phát lộ viên ngọc có kích thước to nhất từ trước tới nay, trị giá 174,6 triệu USD. Theo tờ Mirror, viên ngọc này là loại cực hiếm, được tìm thấy ở vùng Kachin, Myanmar. Viên ngọc nặng chừng 175 tấn, cao 2,7 m, dài gần 5,5 m và rộng 5,5 m. Trong ảnh là viên chức địa phương tên là Yu Tinso đứng cạnh viên ngọc khổng lồ. Sau khi mài dũa, viên ngọc sẽ lộ ra màu xanh đặc trưng. Về kích thước, viên ngọc này chỉ đứng thứ hai thế giới sau khối ngọc được đặt tại ngôi chùa ở Trung Quốc, nặng 260 tấn. Ông Yu Tinso nói thêm rằng việc tìm thấy viên ngọc này là một điềm lành cho cả đất nước. Theo luật, viên ngọc thuộc sở hữu của nhà nước. Myanmar là nước sản xuất ngọc lớn nhất thế giới. Ngành công nghiệp đá quý mang lại cho đất nước này 50 tỷ USD mỗi năm, chiếm một nửa GDP. Trị giá của viên ngọc khổng lồ này ước tính vào khoảng 174,6 triệu USD, mức giá cao nhất cho một viên ngọc thô. Viên ngọc này sẽ được bán sang Trung Quốc. Cây thì đặc biệt có hai loại quả, mọc ở Phủ Khống, danh thắng Tràng An có tuổi đời khoảng 1.000 năm tuổi. Phủ Khống là nơi bảy vị quan trung thần uống chung ly rượu độc tuẫn tiết để mang theo bí mật về ngôi mộ thật của vua Đinh Tiên Hoàng về thế giới bên kia. Theo truyền thuyết, bảy vị quan trung thần triều Đinh đã chết cùng nhau dưới một cây thị hơn 1.000 năm. Cây thị này sau đó do già cỗi, bão táp bị gãy và chết. Ngay dưới gốc cây này mọc lên một cây thị con, cây thị hiện nay, đến nay cũng được khoảng 1.000 năm tuổi. Dưới gốc cây có một đền thờ, vì gắn với lịch sử của triều Đinh nên cây thị rất linh thiêng. Hàng năm được nhiều du khách đến tham quan chiêm ngắm. Khoảng 1.000 năm tuổi nên gốc rễ của cây thị này đã bám chặt, ăn sâu vào đá núi. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không biết đâu là đá, đâu là rễ cây thị. Sở dĩ cây thị nghìn năm tuổi này trở nên kỳ bí, bởi đến mùa ra hoa kết trái, trên các cành cây mọc ra hai loại quả khác nhau là quả tròn và quả dẹt. Chưa có cây thị ở Việt Nam cùng ra một lúc hai loại quả đặc biệt như cây thị ở Phủ Khống.
Thân cây thị xù xì, to khoảng hơn một người ôm. Từ thân cây chính mọc chỉ ra nhiều cành, tỏa đi các hướng khác nhau. Hàng trăm năm qua, cây thị này là nơi che chắn cho phủ khống khỏi mọi phong ba bão táp. Cây thị đặc biệt cho ra hai loại quả này, thường cho ra nhiều quả nhất vào khoảng trung tuần tháng 8, đúng vào dịp lễ dỗ vua Đinh Tiên Hoàng. Những năm gần đây, cây luôn xanh tốt và nhiều quả khiến nhiều du khách đến tham quan vô cùng thích thú. Rễ cây sần sùi nổi lên nhiều các nốt bám chặt vào đá khiến cho cây luôn vững chắc. Trải qua hàng nghìn năm, cây vẫn phát triển mạnh mẽ như một biểu tượng của sự trường tồn, trung thành bên phủ khống như bảy vị quan trung thần với vua Đinh. Theo người trông coi phủ khống, vì là cây thị đặc biệt, kỳ lạ lại gắn với lịch sử của phủ khống, nên dưới gốc cây cũng có một bàn thờ để cho du khách thắp nhang khấn thần cây. Hàng năm quả ra nhiều, du khách xin những quả của cây thị này đem về làm kỷ niệm. Nhiều người dân địa phương thấy lạ, cũng nhiều lần lấy hạt thị đem về trồng nhưng không lên cây. Sự kỳ lạ ra hai loại quả của cây thị này đến nay vẫn chưa có ai lý giải được. Việc xác định tuổi chính xác của cây thị này đến nay cũng chưa có đơn vị cá nhân nào thực hiện. Du khách mỗi khi đến tham quan danh thắng Tràng An Ninh Bình không thể bỏ qua cây thị độc đáo có 102 này ở Việt Nam.